Em Trần Anh ô tô cảm ơn toàn thể tất cả các anh chị đã tin tưởng Trần Anh trong suốt thời gian qua nha. Mới hôm nay sáng mới có 8 giờ là một người anh với một người chú đi từ Trà Vinh rất là xa đi lên tận salon bên em đây mua cái con Innova Di lên G này đây. Bên em sẽ tiến hành rút hồ sơ cho chú nha. Đây nè, đợi 3 giờ sáng Trần Anh mới đón qua bên Trần Anh uống cà phê đây. Là cái chất xe con Innova Di lên G đây. Xe này thì Trần Anh đã bán rồi nha anh chị nha. Đây nè, chú với một người em nè. Em ở Trà Vinh phải không em? À, em làm bên sâm nghệ thuật nhìn rất là đẹp trai. Đó, lên tận nơi salon ô tô bên em luôn. Mua cái con Innova Di lên G. Em có cảm nhận gì khi lên salon bên anh và trực tiếp xem con xe anh bán ra như thế nào em? Chất lượng với lại giống theo y như cái clip mà mình xem. Đó, em cảm ơn toàn thể tất cả anh chị nha. Chú nè, rất là dễ thương luôn. Bên em còn rất là nhiều xe nha. Đây nè, bên em còn Innova nè. Con này G xịn đời 2009 nha. Con này bên em bán giá là 370. Con này là con Ford Everest, dòng xe thương hiệu đến từ Mỹ. Con này bên em bán giá 500 triệu nha. Toyota đây, Toyota đời 2017. Con này chất xe là như xe mới nha anh chị nha. Con này bán 480, anh chị mua thì những mẫu xe bên em cũng có sẽ bớt cho anh chị nha. Em cũng vừa về em mấy con xe này đây nè. Con Gencha nè. Con Luxity. Luxity đời 2009. Con này bên em bán giá 210 triệu anh chị nha. Sáng sớm chân anh đã có lọc rồi. Con Kia nè, Kia Karen đây. Con này máy 1.6, mức độ tiêu thụ nhiên liệu 7 lít trên 100 cây, 7 đến 8 lít trên 100 cây nha, con này 7 chỗ. Con này bên em bán giá 310 triệu. Những mẫu xe bên em bán ra rút hồ sơ ok hết nha anh chị nha. Đó, phong xe đây. Con Chevrolet đời 2010. Jolly 2004 bed full. Bên em bán giá 170 triệu bao rút hồ sơ cho anh chị luôn. Đây là con Ford, thêm một con Ford Everest nữa, Ford mới đời 2007. Chiếc xe này không phải suy nghĩ rồi. Nó đẹp trong tranh luôn anh chị thấy không? Đẹp trong tranh luôn á. Đó, chiếc xe nè. Con này bên em bán giá 350 triệu nha. Còn một con Toyota Tiết đây. Con này bên em bán giá 290 triệu. Mà Tiết nữa nè. Đó là những mẫu xe của bên salon ô tô bên em. Em bán ngày hôm qua đến ngày hôm nay cũng gần hết xe rồi. Bên em tiếp tục cập nhật về những mẫu xe mới để phục vụ đến tay người tiêu dùng. Đó, anh với chú đã rất là tin tưởng, ở Trà Vinh rất là xa luôn. Đi xe đò từ đêm qua lên tới tận salon. Buổi sáng thì Trần Anh ra, Trần Anh đón qua salon làm việc trực tiếp và giờ đã mua con Innova Di lên G rồi nha. Cảm ơn toàn thể tất cả các anh chị đã tin tưởng cho Trần Anh trong suốt thời gian qua. Trần Anh sẽ luôn luôn cập nhật về những mẫu xe mới nhất, giá cả hợp lý nhất để đến với tay người tiêu dùng nha anh chị nha. Một lần nữa em xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại ạ.